Nữ hoàng Đan Mạch trải lòng sau khi xóa tước hiệu hoàng gia của cháu. Nữ hoàng Margaret II đã trải lòng về những khó khăn và sự tổn thương mà bà gây ra cho hoàng gia Đan Mạch sau khi bà bất ngờ quyết định xóa bỏ tước vị của 4 người cháu. Trong bài phát biểu mừng năm mới trên truyền hình hôm ngày 31 tháng 12 năm 2022, một ngày trước khi quyết định xóa bỏ tước vị hoàng gia của 4 người cháu chính thức có hiệu lực, nữ hoàng Margaret II của Đan Mạch thừa nhận bà rất buồn vì rắc rối mà mình đã gây ra cho hoàng gia, Telegraph đưa tin hôm mùng 1 tháng 1. Khó khăn và bất đồng có thể nảy sinh trong bất kỳ gia đình nào, kể cả gia đình tôi. Cả nước đã chứng kiến điều này. Bà cho biết thêm rằng mối quan hệ giữa bà với gia đình hoàng tử Joachim và công nương Mary, phụ mẫu của các thành viên hoàng gia bị xóa bỏ, tước hiệu, đã trở nên khó khăn. Điều này khiến tôi đau lòng, nữ hoàng chia sẻ. Bà nói rằng mình hy vọng gia đình có thể hàn gắn. Bây giờ chúng tôi đã có một khoảng thời gian yên tĩnh hơn và thời gian để suy ngẫm, và tôi chắc chắn gia đình chúng tôi có thể cùng nhau bắt đầu năm mới với sự tự tin, thấu hiểu và can đảm. Trước đó, hồi tháng 9 năm 2022, nữ hoàng Margaret II, 82 tuổi, thông báo rằng 4 người cháu của bà, con của hoàng tử Joachim, 53 tuổi, sẽ không còn được giữ danh hiệu hoàng tử hay công chúa sau ngày mùng 1 tháng 1, thay vào đó, họ sẽ chỉ được gọi là bá tước và nữ bá tước Montbezat. Lý do được đưa ra là bà mong các cháu có thể chọn cuộc sống bình thường mà không bị quy chuẩn hoàng gia ràng buộc. 4 người bị xóa tước hiệu hoàng gia bao gồm Nikolai, 23 tuổi, Felix, 20 tuổi, Henrik, 13 tuổi và Athena, 10 tuổi. Quyết định này phù hợp với sự thay đổi tương tự ở hoàng gia các nơi khác trong những năm qua theo nhiều cách khác nhau, cung điện hoàng gia cho biết. 4 người cháu khác của bà, tức con của thái tử Frederick, vẫn được giữ nguyên tước vị. Bất chấp những lập luận từ phía cung điện, quyết định của nữ hoàng Margaret II vẫn gây ra sự bất mãn và rạn nứt sâu sắc trong hoàng gia Đan Mạch. Hoàng tử Joachim xem quyết định trên là một sự bạc đãi đối với các con của ông, trong khi công nương Mary nói rằng đứa con út của bà đã bị bắt nạt ở trường. Bà tước Nikolai, con trai cả của hoàng tử Joachim, cho biết anh rất hoang mang trước quyết định này. Công nương Mary thậm chí nói rằng mối quan hệ của họ với người thừa kế ngai vàng, thái tử Frederick và công nương Mary đã trở nên phức tạp. Vì bà Mary, người gốc Australia, đã ủng hộ việc giảm bớt thành viên hoàng gia Đan Mạch. Thay đổi có thể khó khăn, nhưng không có nghĩa là quyết định đó không đúng, bà nói. Bà Margaret II, em họ của nữ hoàng Elizabeth II, là nữ hoàng duy nhất đang trị vì ở châu Âu và là vị quân chủ đang tại vị lâu nhất tại châu lục này. Sau khi nữ hoàng Anh qua đời, các nhà bình luận về hoàng gia nói rằng vua Charles III của Anh sẽ theo dõi sát sao nữ hoàng Margaret II tiến hành cuộc đại tu hoàng gia Đan Mạch. Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ông cũng ủng hộ một chế độ quân chủ thu gọn hơn.